Hello anh em, thì mình có một số cái trường hợp chỉ có một cái ảnh view phối cảnh thôi. Ví dụ như ảnh này, thì mình muốn dựng một cái vật thể đối tượng ở trong cái ảnh đó, nhưng mà lại không có cái file về kích thước, cũng như không biết nó là cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, về bóng vẽ cũng không có, hoặc là những cái view mình tham khảo khác, thì mình hướng dẫn cho mọi người cái cách để mà dựng cho nó tương đối là chính xác. Thì đầu tiên mọi người lấy cái ảnh mà mình cần dựng ấy, mình ném vào trong cái view phối cảnh này, ném vào để nguyên hai cái kiểm vô này. Ok rồi, sau đó là sẽ xem cái kích thước của tấm ảnh mà mình đã ném vào nó là bao nhiêu, xem kích thước của nó là bao nhiêu ở cái phần detail. Ở đây nó là 1550 1047, thì mình sẽ chỉnh lại trong cái phần render hình ảnh là theo kích thước này 1500 1047. Và sau đó là nhấn Shift F để nó về lại cái view chuẩn, nên là mình khóa lại cái view nhìn. Rồi mình sẽ zoom nhỏ này lại. Trường hợp nếu như mai không thể zoom nhỏ luôn cả tấm hình ấy, thì mình sẽ bấm vào dấu cộng này và chọn cái chế độ 2D pan zoom thế này. Nhưng mà đây là mình chỉ cần zoom cái lưới thôi. Rồi bước tiếp theo sẽ chọn vào cái phần clear ở cuối cùng, chọn phần phối cảnh, chọn rồi sau cái line của nó lên, sau line của ba trục XYZ. Ở đây mình sẽ sử dụng những cái trục này để mình canh theo cái tấm ảnh. Ở đây những cái trục này mình sẽ tương ứng trục X, trục Y, nó sẽ là màu xanh, thì mình sẽ canh theo những cái đường này. Những cái đường này mình sẽ canh ở những cái góc cho nó xa ra. Thì ở đây thì mình sẽ còn một trục Y ở phía này, mình sẽ kéo ở bên trái bên phải. Cái cạnh nó sẽ tương ứng với lại cái đối tượng của mình ở trên hình ảnh, như cái cạnh này nó đang theo cái cạnh của chân ghế này. Nên mình sẽ canh theo cái góc của cái tủ. Rồi. Sau khi mà làm xong thì sẽ có trường hợp là cái lưới cái vi phối cảnh của mình nó bị thay đổi, thì xem thử là mình đã có kéo đúng trục hay chưa. Mình sẽ vẽ thử một khối, nếu như mà cái lưới phối cảnh nó nằm ở trên này bị xéo như này là sai, nó phải nằm ở dưới này, nó nằm theo tương ứng với lại cái góc nhìn nó mới đúng. Này này là sai, thì mình sẽ tắt đi, mình vẽ lại thôi. Hoặc là cái trục dọc, trục Z thì mình sẽ canh theo cái chiều dọc, canh theo những cái đối tượng mà nó thẳng, chứ còn như cái rèm rèm cửa là không có chính xác.
thế này, thì cái lưới của mình bây giờ nó đã gần như là đúng với lại đối tượng rồi. Thì ở trường hợp này mình sẽ vẽ ví dụ là cái ghế, ví dụ là ghế này sẽ chuyển qua cái view, một cái view khác, chứ không có vẽ trên ở cái view phối cảnh này nữa, tại vì sẽ để nguyên cái lưới này nè. Đấy. Thì khi đó cái cạnh của mình, các góc của mình nó sẽ tương ứng với lại đối tượng, người ta dễ dàng điều chỉnh. Rồi, vì bây giờ là dựng làm sao để cho nó đúng theo cái hình ảnh là được. Thì có thể bây giờ là mình đã có cái kích thước tương đối là chính xác rồi, mình sẽ dựng ở phía bên này. À. Thì tiến hành là vẽ ở trên đây. Rồi sau đó là xoay cho nó đúng với lại cái view của phía bên view phố cảnh là được. Thì nó có thể áp dụng như những trường hợp là vẽ những cái ghế mà mình không có về bản vẽ, không có các view nhìn như hình như ở cái ghế này, thì nó chỉ có những cái view về view phối cảnh này, view trước và view sau thôi, và kích thước thôi, chứ nó không có cái view ngang để mình nhìn cái phần tay ghế này nó rộng bao nhiêu. Thì mình có thể áp dụng cái trường hợp mà dựng lên những cái trục của phối cảnh để làm cái ghế này cũng được. Thì mọi người có cái thắc mắc gì thì cứ comment hỏi rồi mình sẽ trả lời hoặc là làm rõ thêm ở những cái video sau. Ok, bye bye mọi người.